Hello, xin chào quý anh em các bạn đã quay trở lại với kênh Cây Sim. Hôm nay mình xin review gửi đến quý anh em các bạn thêm một video cho một em động cơ Mitsubishi. Em này có tên gọi là Mitsubishi S6M3 MTK. Phía công của em này là một thất 17 mm và công suất của em này là 380 mã lực trên 420 mã lực. Và vòng tua của máy này là 2.300 tua, với hộp số đồng bộ của em này là hộp số Mitsubishi, với công suất tải là lên 400 mã lực các bạn, 401. Cái số truyền em này là 2.58 đây các bạn nha. Test hộp số cho anh em xem luôn nha. Số rất là chuẩn nha các bạn nha. Và sau đây mình xin cho anh em xem body của em này nhé. Test tiếng nổ lớn của em này để gửi đến anh các bạn thưởng thức nha. Very good. Very good. Và nó rất là tốt, rất là y lực các bạn. Quá tuyệt vời. Anh em có nhu cầu sở hữu em máy Mitsubishi 380 mã lực và bê tông 1x17 turbo tăng áp thì xin vui lòng liên hệ qua hotline giúp mình nha, 0903 070 753, để hỗ trợ quý anh các bạn. Và body cũng như thông số vừa rồi mình đã giới thiệu tổng quan gửi đến các em các bạn thì rất là đầy đủ, rất là chi tiết. Và
đem toàn quốc thật nhiều rồi, thật nhiều sức khỏe và an lành nhé. Anh em nhớ bấm nút like và subscribe kênh ủng hộ Casin nhé, để mình ra nhiều video và giới thiệu nhiều dòng máy để gửi đến quý anh các bạn rất là nhiều. Đây là cái cơ sở 2 của bên Casin. Ok, chút mình sẽ qua cơ sở 1 để quay trên những dòng máy và giới thiệu anh em các bạn nha. Ok, bây giờ mình sẽ kết thúc video và hẹn gặp anh em ở video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.